Xin chào anh chị và các bạn, đây chính là hướng dẫn tìm kiếm cảm nhận sản phẩm ở trên Facebook. Đầu tiên bạn vào Facebook, sau đó ấn vào mục tìm kiếm và tìm nhóm của mình có tên là Cảm nhận Wellness. Nếu như bạn là một người mới vào lần đầu tiên, bạn có thể ghim nhóm bằng cách ấn vào mục ngôi sao góc trên bên phải màn hình và chọn phần cài đặt của bạn. Bạn có thể ấn nút ghim nhóm. Sau đó, khi mà bạn muốn tìm nhanh cái nhóm này thì bạn chỉ cần ấn vào phần biểu tượng các cái nhóm bạn tham gia ở góc dưới bên phải màn hình. Thì tất cả nhóm của bạn nó sẽ được ghim ở trên này Ví dụ đây là nhóm cảm nhận wellness Đấy chưa? Thì đây là cái group cảm nhận wellness Mà có 7.200 thành viên Cùng có hàng nghìn, hàng trăm nghìn bài viết Liên quan đến sản phẩm dinh dưỡng cũng như là về wellness Bạn có thể vào phần album Sẽ ra rất là nhiều album ảnh Có thông tin về công năng tính dụng của sản phẩm Cũng như là nguồn gốc Rồi các y bác sĩ Những người đã tạo nên sản phẩm wellness của Oriflame đó. Còn nếu như bạn muốn tìm trực tiếp về cảm nhận của từng cái sản phẩm ở đây hay là từng loại bệnh thì sao bạn có thể ấn vào cái hình cái hình kính lúp ở góc trên bên phải màn hình và mình có thể ấn theo từ khóa ví dụ mình có thể muốn tìm cảm nhận liên quan đến tiểu đường thì bạn ghi chữ tiểu đường và nó sẽ ra rất là nhiều câu chuyện liên quan đến những người mà bị tiểu đường và dùng sản phẩm Wellness và đã cải thiện như thế nào. Đó. Còn nếu như mà có một cách tiếp theo là nếu như bạn muốn tìm liên quan đến sản phẩm thì bạn có thể ấn từ khóa sản phẩm ví dụ canxi của Oriflame Sẽ ra rất là nhiều những cái bài viết chia sẻ về canxi của Oriflame với từng đối tượng khác nhau Công việc của bạn chỉ cần là copy về hoặc thêm trực tiếp khách hàng vào trong cái group cảm nhận Wellness này đó Để người ta có thể gia tăng niềm tin về sản phẩm Khi mà người ta đọc rất là nhiều những bài viết liên quan đến cảm nhận như thế này Mình lấy ví dụ như là chất sơ Cũng sẽ ra rất là nhiều bài viết liên quan đến chất sơ Những thông tin cực kỳ hay về chất sơ và group này hiện nay đang được coi là một trong những công cụ thực sự hiệu quả để giúp cho chúng ta có thể gia tăng cái doanh số bán hàng của mình cũng như lan tỏa những kiến thức dinh dưỡng về wellness. Có những người, người ta chỉ cần thêm khách hàng của mình vào đây là tự động khách hàng đặt đơn hàng. Vì thế nên, một trong những thói quen của những người thành công với công với quy trình mới này đó là hãy vào trong group này ít nhất là 3 lần một ngày để xem, like, comment cũng như là xem rất là nhiều câu chuyện cảm nhận sản phẩm, những câu chuyện cực kỳ xúc động.